Chào mọi người nha. Ở đây. Đây hôm, hôm 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 qua mọi người yêu cầu quay cái gì ta? Quay cái cái thùng mà để ủ men rồi mọi người làm bè rồi đó. Thì đây là cái thùng 100 lít ha mọi người ha, thùng 100 lít và thùng 120 lít nha mọi người. Đây. Thùng thì đã được qua xử lý sạch sẽ rồi mọi người về là chỉ việc tráng lại nước sạch xong rồi mình sử dụng thôi không có phải làm gì hết nữa ha mọi người ha đây thùng nó có mọi người nhìn thấy không nó có, có có con con đây là cái thùng 100 lít ha trăm lít với trăm hai mươi lít nó cũng xem xem nhau à nó chỉ thấp hơn một chút xíu thôi đây nhưng mà nếu như mà cái, cái trăm lít này á, thì bà con nào mà mình uh, tầm cỡ chừng uh, dưới dưới mét bảy thì mình có thể sử dụng nó nó thuận tiện hơn tại 120 lít thì nó sẽ cao hơn một chút xíu với lại nó 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 to mình có khó để mà di chuyển nó còn cái thùng một uh, trăm lít thì nó có cái này nè à, mình sẽ đỡ hai bên lên xong rồi mình sẽ di chuyển nó dễ hơn nhiều khi mọi người mà không có đổ nền bê tông á, nhiều khi mọi người lăn thì nó sẽ hơi là khó thì khi mà mình sử dụng mà cái thùng 100 lít ấy, thì mình sẽ di chuyển nó dễ hơn ha Tùy vô cái 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 cái, cái um, nhu cầu trại của mọi người nhé Thì để mà uh, 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 liên hệ với trại Úc để mà mà mua cái thùng này ấy, thì mọi người cứ liên hệ với Út qua số điện thoại là chín hoặc là 076 999 0309 thì mọi người gọi không được thì cứ nhắn tin nha à, Út sẽ trả lời cho mọi người à, rồi báo giá luôn ha mọi người ha Đây là thùng Phi ha Đây đây là mật rỉ đường nguyên chất nha mọi người thì ở bên chạy Út á thì nếu như á, mình vận chuyển mà đi à, đường xa mà bằng đường bưu điện á, thì Út sẽ chiết ra cái can 30kg nha mọi người còn cái này là nguyên đai nguyên kiện của nó là 40kg nhà loại đậm đặc ha nè đây, đây. Nó rất là đậm đặc luôn mọi người để út kiếm cái cây cho mọi người coi nha đâu rồi ta thì tại vì có có nhiều nhiều không có cái để út đi kiếm cái cây nữa nhé đây ha mọi người ha này này đó nó như thế này nha thì cái loại này là loại đậm đặc nguyên chất để mà mà út ủ mang cho heo đồ ăn rất là nhiều á với lại mấy trại bò của anh cũng 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 sử dụng cho nên là ốc uh, ưu tiên cái loại mà đậm đặc á <laughs> nó cũng không có cao hơn bao nhiêu nhưng mà được cái mình ủ men nó lên men rất là tốt mà nó uh, giống như nhiều khi mình ủ đâu phải men không đâu men cái mực rỉ đường này ủ ra men xong rồi ủ lên với thức thức ăn nữa cho nên là nhiều khi mà mình ẩu á mình dùng cái men nó không không uh, cái mực nó không tốt thì nó gây ảnh hưởng tới cả một loạt dây chuyền á cho nên là là đây cho mọi người coi nha tại vì có nhiều nhiều trường hợp là à mực trái cây thì, thì 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 ủ men nó lên rất là yếu nha mọi người tại vì cái độ ngọt của nó nó không có đủ á đấy nha mực xoài hay là mực gì đó đó còn út là ở bên trại út là sử dụng mực nguyên chất từ cây mía ha mọi người ha đây nè Loại này là 40 kg nha, một can này là 40 kg. Tại vì trên thị trường hiện tại thì có rất là nhiều loại khác nhau. Nhưng mà cái này là mỗi lần mà được nhập hàng vô lần cả mấy trăm can thì Úc sẽ test kỹ trước. Nếu mà lô nào mà nó không có tốt thì Úc sẽ trả về hàng loạt cho nên là mỗi lần mà vận chuyển mà nâng lên đặt xuống như này rất là khó thì bên công ty họ cũng vận chuyển Nói chung là họ cũng đảm bảo từ trước tới giờ thì không có lô nào bị trả về mọi người tại vì họ cũng biết được là nếu mà chất lượng không tốt thì sẽ ảnh hưởng tới nguyên cả cái dàn heo của Út. cho nên là 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 mỗi khi mà họ xuất mật đi thì Út đều phải kiểm tra kỹ đã rồi mới mới nhập về mọi người chứ không thôi là nó không gì, nó hư men của mình chứ không 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 gì hết. Hư men thì nó đơn giản rồi mà uh, mình 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 ủ với thức ăn nữa thì nó sẽ gây giống như mỗi lần ốc ủ bả đậu thì gần 5 đến 7 tấn thì một lần mà nó hư nguyên cả lô như vậy thì nó rất thiệt hại rất là nặng á. Chưa tính đến là heo của mình ăn vô nó bị này bị kia nữa. Cho nên là 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 ốc là cũng <laughs> hạn chế cái việc mà Mẹ, à, mực mà nó không có tốt thì út sẽ không có ủ men sợ nó hư á mọi người heo heo nhất là mấy con heo rực á nó rất là khó chịu về cái vấn đề tiêu hóa á thì đó nếu mà bà con nào mà cần cái à, thùng ha à, đây đó cái này là út quay à, cái gì cận cảnh cho mọi người coi luôn tại vì nhiều khi mọi người mua qua mạng thì nó sẽ khó về mặt hình ảnh nhiều khi là hình một đường mà hà một nẻo không cái này là ở cái chỗ này là đây đó à ờ, Úc uh, quay như thế nào là cái thùng như vậy luôn ha mọi người ha. Đây nè. Có đai, có nắp, có đầy đủ những cái 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 uh, sản phẩm như thế này ha. Đó, nếu bà con nào mà cần liên hệ với Úc qua số điện thoại là 0976629090 nha. Nếu mà nút đăng ký kênh để có thể gặp lại Úc ở những video chia sẻ sau nha mọi người.